Ok, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh review của một chiếc hãng của CityWatt. Hôm nay CityWatt có mời bạn cho anh em một chiếc Seiko. Chiếc Seiko Automatic rất là đẹp mắt. Đây là một trong những chiếc nằm trong phân khúc nhà máy Japan nội địa rất là tuyệt vời. Em này thì có tên là dòng Pressure Gain Gold. Mà số em này là SPA14C1. Đấy các bạn. Đây, trong một chiếc hộp rất là đẹp của Seiko. Một trong những chiếc hộp mình đánh giá đẹp nhất của phân khúc này. Đây, mình sẽ cùng nhau mở hộp cho anh em cùng chiêm ngưỡng chiếc Seiko SPA14C1 này các bạn nhé. Em này thì sử dụng cuốn catalog của dòng máy 4R. Em này sử dụng máy 4R35 thì có dẫn sử dụng khá chi tiết ở trong cái cuốn catalog này rồi. Đây, cuốn ở trong này thì có cái phần bảo hành, thẻ của hãng. Và đây nha, một chiếc ngày hôm nay đây các bạn, được trong một chiếc hộp cứng rất là đẹp. Cứng rất là đẹp của Seiko đây. Đây, bây giờ mình sẽ cùng nhau mở cho anh em xem và cùng ngắm nhé. Đây, trong này được lót nhung các bạn nhé, rất là sang trọng. Đây, nhưng mà chính đây các bạn. Đây, mình sẽ lên có thử cho anh em xem. Đây, các bạn thấy không? Nhìn vô các bạn sẽ thấy được cái độ đẹp, cái độ nam tính và cái sự lịch lãm của dòng sản phẩm này. Là một trong những dòng sản phẩm bán khá là ăn khách vì sở hữu một cái thiết kế vô cùng cổ điển lịch lãm và một cái nét gì đó là sang trọng ở phần viền, phần dây và phần nắp lưng rất là tuyệt vời. Một điểm đặc trưng của dòng Seiko Racer đó chính là phần nắp lưng rất đẹp mắt. Em này thì có thông số và là phần cây size là size 39, độ dày em này là 11 các bạn nha. Rất là lý tưởng đối với dòng đồng hồ automatic. Và cái phần lớp của em này thì nó sẽ rơi vào là 46, khá là ok cho những em có cổ tay nhỏ và trung bình. Và bây giờ mình sẽ cùng nhau lên tay cho anh em cùng ngắm và cùng chiêm ngưỡng chiếc SPA14C1 phiên bản nội địa Nhật này các bạn nhé. Đây, sẽ nó rất là vô cùng sang trọng đó, các bạn thấy không? Tay mình có cổ tay là 16.5, hầu như lên tay những chiếc đồng hồ có size khoảng từ 39 cho tới là 42 đều rất là đẹp. Chiếc này thì cũng không ngoại lệ các bạn, lên tay rất là đẹp mắt, rất là đẹp. Đó, bạn thấy không, tuyệt vời luôn. Một cái sự là classic mà khó tìm ở những dòng sản phẩm mà tương tự. Rồi, tiếp theo mình sẽ nói về phần máy. Em này thì sử dụng của máy 4R35 với 24 chân kính và thời gian trừ cost là 41 giờ, thông số chuẩn của dòng Seiko Racer. Rồi, em này thì có trang bị một thấu kính là kính sapphire các bạn nha. Kính sapphire rất là tốt thì em có thể sử dụng chiếc đồng hồ này nó thoải mái hơn, tránh vấn đề về trầy xước ảnh hưởng tới độ thẩm mỹ của chiếc đồng hồ. Về phần cái máy thì này mình đã có lên có thử rồi, chế độ normal position, lên có tay, lên có tự động thì có bánh lắc ở đây đó. Rồi, và có hay key stop luôn các bạn nha. Đây, kéo ra thì kim dây nó sẽ dừng chỉnh giờ, nó sẽ tăng được độ chính xác của chiếc đồng hồ lên. Về phần lịch thì em này sẽ có lịch phần lịch ngày ở góc 3 giờ rất là tiện dụng. Rồi ok, tiếp theo mình sẽ đi vào chi tiết về phần mặt đeo. Mặt đeo em này thì có một cái điểm đặc trưng, đó chính là cái phần vòng tròn trung tâm với những cái đường vân vuông tre được làm kiểu caro kẻ sọc và ngang, rất là đẹp mắt và cực kỳ quyến rũ, làm tăng cho cái sự lịch lãm của chiếc SPA này lên, rất là tuyệt vời. Về phần dòng chữ Seiko đặt ở vị trí trung tâm góc 12 giờ và ở cái vòng tròn bên ngoài này. Vòng tròn bên ngoài này là như các bạn để ý nhìn là những cái đường tròn đồng tâm. Cái này thì nó sẽ na ná với đối với cái dòng T-shirt luxury, nó cũng vậy. Những đường tròn đồng tâm ở phần vòng bên ngoài đây và sẽ được làm nổi bật lên bởi những cái cọc số vàng. Cọc số vàng các bạn nha. Phiên bản này phiên bản gold. Cả kim cũng là màu vàng luôn. Đó, kim cọc số màu vàng rất là đẹp mắt, sự phù hợp với phần tông vòng viền benzo và vòng niềng cũng màu gold đây, làm tăng cái sự sang trọng cho chiếc đồng hồ này lên. Phần kim thì em này sẽ được bố trí một cái bộ kim lá liễu, nhìn rất là đẹp. Đó, kim lá liễu mình rất thích thì nó sẽ tạo ra cái sự uyển chuyển, cái sự mềm mại cho chiếc đồng hồ và cực kỳ là sang trọng. Bên cạnh những cái cọc số này thì anh em cũng sẽ thấy là được hãng có làm bố trí một cái những cái đường một cái đường tròn đây và được chi vạch khá là đẹp. Đó, làm để anh em có thể theo dõi được giờ giấc nó chính xác và cụ thể hơn. Ở dưới này giờ là dòng chữ automatic đặc trưng. Và dưới góc 6 giờ như này anh em sẽ thấy dòng chữ máy Japan, thông số của máy và màu sắc của sản phẩm. Rồi, tiếp theo mình sẽ đi qua phần niềng bên hông. Niềng bên hông em này thì được mạ gold hoàn toàn các bạn nhé. Riêng chi tiết phần viền benzo thì anh em sẽ thấy là được mạ bóng, phủ bóng rất là đẹp. Và còn cái phiền viền bên hông này sẽ được làm phay xước. Đó,
phần viền bên xương phải bóng, còn phần liền sẽ được phay xước làm rất là đẹp. Đây là nấm chỉnh giờ cũng được làm tinh chỉnh lại. Cái phần nấm chỉnh giờ này thì anh em sẽ liên tưởng tới cái dòng SSA 365 và 367C1 thì nó cũng sẽ sử dụng cái phần nấm chỉnh giờ kiểu tương tự này, độc quyền của Seiko luôn, nó đẹp mắt và rất là quyến rũ. Rồi tiếp theo mình sẽ đi qua phần nắp lưng của dòng Seiko. Seiko này thì rất là thành công đối với phần nắp lưng của dòng sản phẩm Pressure. Pressure luôn luôn mang cho người tiêu dùng một cái phần nắp lưng và nó vô cùng đẹp mắt. Đã điển hình đó chính là cái phần bánh đà đây. Bánh đà thì anh em sẽ thấy được nhà sản xuất có mạ gold hoàn toàn thì tăng cái sự luxury của cái mặt nắp lưng lên. Và trên phần mặt bánh đà này anh em sẽ thấy được cái dòng chữ Seiko Time Corp này, Seiko máy 4R30-35 23 Japan. Và trên cái thấu kính này là cũng được hãng làm độ cơ và anh em có thể ngắm nhìn được toàn bộ của máy 4R bên trong. Kính này cũng là kính sapphire luôn các bạn nha. Trên phần kính thì hãng có khắc những thông số đây. Máy Japan bản nội địa, dòng chữ Seiko, độ chống nước em này là 13, rất là ok. Anh em có thể thoải mái đi mưa rửa tay, thậm chí có thể đi bơi các bạn nha. Rồi, thông số của máy, kính sapphire, phiên bản chống từ chắc chắn rồi. Seiko luôn luôn nổi tiếng với những phiên bản chống từ hoàn hảo so với những cái dòng bình dân. Rồi, phần dây em này thì sử dụng một sợi dây dây da bò các bạn. Dây da bò mà phần trên sẽ được dập vân cá sấu với tông màu nâu, nó đẹp. Phần sau này thì sẽ được làm da bụng. Đó, da bụng thì nó sẽ nhìn nó mềm mại hơn, hút mồ hôi tốt hơn. Đây là dòng chữ Seiko Cashkin da bò, thông số em này là size 20. Phần dây em này thì sẽ được hãng ưu ái bố trí một cái khóa bướm chống gập và gãy dây. Cái phần khóa này thì sử dụng khá là tiện lợi, thì anh em có thể sử dụng rất là thoải mái. Mình đã review rất là nhiều đối với phần khóa bướm của tất cả dòng sản phẩm hiện nay rồi, không Seiko không ngoại lệ. Trên này thì có khắc dòng chữ của Seiko, rất đẹp, đẹp mắt. Phần khóa này tất nhiên sẽ được mạ gold hoàn toàn các bạn nhé. Sản phẩm này thì có phần tag là dòng chữ Seiko Pressure đặc trưng. Em này thì SR314C1, máy 4R, đầy đủ những thông số. Đây, anh em có thể tham khảo đây các bạn nhé, rất là đầy đủ. Chiếc tag rất là hiện đại của Seiko Pressure. Rồi ok, quay trở lại với nhân vật chính ngày hôm nay, SR314C1. Em này thì có mức giá ngoài hãng là hiện tại bán giá khá là cao và hiện tại cũng phải nói là rất là hiếm hàng luôn. Những dòng sản phẩm nội địa của Nhật đến từ Seiko luôn luôn, làm cho người tiêu dùng phải săn đón nồng nhiệt. Em này thì cũng không ngoại lệ các bạn. Em này thì hiện tại City Watch đã may mắn săn và cho em với mức giá giảm rất là ấn tượng, thì chưa tới 7,5 triệu thôi. Về phần mức giá chi tiết thì anh em có thể tham khảo bằng cập nhật bản pin cái đề phần mô tả bên dưới các bạn nha. Trong khi giá ngoài hãng là như mình nhớ đâu đó thì phải là 12 triệu khá là cao. Rồi ok, anh em nào nếu thích em này thì hãy gọi ngay vào số hotline của admin là 0938 777 234, hoặc có thể nhắn tin qua Zalo IMS sẽ được admin tư vấn để mua em nó ngay. Đó, cảm ơn em đã theo dõi hết video của CityWatch. Nếu anh em nào thấy hay thì đừng like, subscribe kênh đăng ký của CityWatch và đừng quên để lại nút chuông để theo dõi những video tiếp theo mà CityWatch sẽ đăng lên. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau nhé.